Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung: diễn biến mới nhất vụ sát hại cả nhà người Hàn Quốc tại quận 7. Theo nguồn báo đưa tin, dự kiến ngày 25 tháng 5, Tòa án Nhân dân Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử vụ Lee Hyun-won, sinh năm 1990 tại Hàn Quốc, người đã sát hại cả nhà người đồng hương tại quận 7, Hồ Chí Minh. Cáo trạng xác định, Lee Hyun-won nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam, gần nhất là cuối tháng 10 năm 2019. Lee trú tại nhà trọ tên đường Lê Thị Riêng, quận Nhất. Đến đầu tháng 12 năm 2019, có thêm một đồng hương đến ở trọ cùng. Trong thời gian này, Lee đã làm việc tại nhà hàng karaoke trên đường Nguyễn Biểu, quận 5. Sáng ngày 20 tháng 12, Lee đến khu dân cư Phú Mỹ Hưng, quận 7 phát tờ rơi giới thiệu về nhà hàng. Chiều cùng ngày, khi vào công viên nội khu Hưng Phước 1, phường Tân Phong, quận 7 ngồi nghỉ thì bị can này nảy sinh ý định đột nhập vào các nhà trong khu vực để cướp. Sau khi đi lòng vòng quan sát, phát hiện nhà hông bên nhà số 5 khu này của một vợ chồng người Hàn Quốc là một bãi đất trống có bờ tường cao, có thể leo lên cửa ở lầu 1. Thăm dò tình hình xong, Lee đã đi mua một cái áo mưa cắt vào ba lô giấu ở bãi đất trống rồi bỏ đi. Đến tối, Lee đã quay lại bãi đất trống, lấy đôi giày thể thao trong ba lô mang vào, đeo ba lô sau lưng trèo tường vào nhà. Khi vào nhà, Lee xếp áo mưa vào ba lô. Đến khu vực bếp ở lầu 4, Lee thấy một găng tay cao su đeo vào và một con dao cầm trên tay lội đi xuống dưới. Đến lầu 3, bị bà Jung gây sốc, phát hiện và tri hô, Lee đã cùng dùng dao đâm vào cổ khống chế đưa bà vào phòng. Nghe tiếng kêu, ông Jung sang Jung thức dậy liền giằng co với Lee, thì bị đâm nhiều nhát vào người. Lúc này, bà sốc bỏ chạy đến nhà vệ sinh thì ngục ngã. Con gái của ông bà đang ngủ ở phòng bên cạnh nghe tiếng ồn đi ra, Lee liền buông ông Jung chạy đến dùng dao đâm vào bụng chị này. Chị bỏ chạy thì Lee khống chế đưa vào phòng để lấy tiền. Sau đó, Lee đưa chị quay lại phòng cha mẹ yêu cầu mở két sắt nhưng không được. Ông Jung lấy một túi da hàng hiệu, bên trong có 5 triệu đồng, các điện thoại, chìa khóa nhà, xe ô tô đưa cho Lee xin tha mạng. Lấy tài sản xong, Lee đã khống chế người chị đi xuống phòng em trai lấy một điện thoại rồi bỏ đi. Vừa ra ngoài, Lee lại nảy sinh ý định lấy ô tô nhà nạn nhân nên lấy chìa khóa điều khiển xe ra khỏi nhà. Do không biết đường, Lee đã điều khiển xe chạy lòng vòng đến khu dân cư Vinhome ở Tân Cảng, quận Bình Thạnh, vứt bỏ 5 chiếc điện thoại di động và con dao xuống sông để phi tang. Trên đường đi, nghĩ không thể bán được chiếc ô tô, Lee đã đưa xe đến một khu dân cư ở quận 2, dùng bạt lửa đốt tấm lót cao su phía trong ghế, đốt xe phi tang chứng cứ rồi bỏ về phòng ngủ. Về phòng trọ phát hiện đồng hương ở cùng không có nhà nên lại lục tủ lấy 2.000 đô. Đến ngày 25 tháng 12, Lee đã bị công an bắt giữ. Viện kiểm soát truy tố Lee giết người thuộc trường hợp giết người hai người trở lên, có ý là côn đồ và cướp tài sản. Theo kết quả giám định, bà sốc tử vong do sốc máu không hồi phục được, chồng bà bị thương tích 25%, con gái 38%. Hành vi giết người của Lee để cướp 8 triệu đồng và chiếc ô tô hơn 232 triệu đồng. Đó, các bạn thấy không? Và mức án dành cho tên này thì chắc chắn sẽ không thể nào là tử hình, nhưng mà còn tử hình ở Việt Nam hay là di lý về Hàn Quốc để xử lý thì đó sẽ có trong bản tin sau. Rồi, cảm ơn các bạn.